Chào mừng các bạn đã đến với kênh Long Việt Bất Động Sản. Hôm nay 14 tháng 7 năm 2020. Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một căn nhà cùng với đất khá là rộng tại tổ 14, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp. Diện tích mặt tiền là 18 m. Chiều sâu trên sổ đỏ là 21 m và cái phần lưu không. Chút nữa các bạn sẽ xem cái phần lưu không là lưng tựa đồi. Tổng toàn bộ diện tích lên tới gần 1.000 m2. Hiện tại trên đất là đang có một căn nhà mấy bằng và thêm cái phần gọi là một tầng rưỡi. Xung quanh là đã được bao bọc bằng xây dựng hàng tường rào khá là chắc chắn. Hướng của căn nhà này là hướng nam các bạn này. Nhìn ra phía con suối, chúng tôi quay cho các bạn xem cái con suối này. Đấy, con suối này hiện nay là đang có nhiều nước phía đằng xa kia. Rồi, căn nhà này thì bác chủ nhà đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 650 triệu. Có thương lượng cho cô bác anh chị nào quan tâm. Đường trước mặt là 12 mét, đã đổ bê tông. Hai xe ô tô là đi thoải mái các bạn nhé, xe to luôn. Nhìn ra phía này là các bạn đi về phía đường quốc lộ 12B này. Từ đây ra đường quốc lộ 12B khoảng 1 km. Và cái phía mà bên nhìn ra suối này. Nhìn ra suối này là các bạn đi lên trường Quế Võ. Ngay chỗ phía đằng xa kia chính là Hồ Ông Gián này các bạn nhé. Đấy. Trước căn nhà này là đang có số điện thoại là bán nhà. Anh chị nhé, số này là chính là số của anh Đức. Cô bác anh chị nào quan tâm mảnh đất này và cùng với căn nhà này thì liên hệ với anh Đức để có cái giá thật là tốt cho cô bác anh chị. Và bây giờ thì chúng tôi mời các bạn cùng vào bên trong căn nhà để khám phá xem bên trong có gì. Hiện nay là gia chủ đang căn nhà này là đang để không, bởi vì là trước đây thì nhà của ông bà, nhưng hiện nay là ông bà đang ở trong miền Nam rồi, không có nhu cầu sử dụng, cho nên là muốn nhượng lại cho cô bác anh chị nào phù hợp. Các bạn về đây, một không gian lý tưởng. Thứ nhất là một căn nhà dựa vào đồi, lưng dựa đồi. Thì chúng tôi mời các bạn vào trong nhà. Hiện nay là gia chủ không ở, cho nên là đồ đạc mọi thứ là cũng hơi bụi một chút, nhưng mà không sao. Có lẽ là cái quan trọng nhất là quay để cho các bạn xem bên trong. Thì hiện nay là đang có bộ bàn ghế này cũng khá là đẹp đây, nhưng mà gia chủ là hiện nay là cũng không dùng. Đấy, phòng khách của căn nhà này nó rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 mét vuông. Hiện nay là các bức ảnh rồi là âm thanh loa đài của nhà chủ là vẫn đang để nguyên. Đấy, bám bụi thời gian không sử dụng, chứng tỏ là gia đình rất có điều kiện. Nhìn những cái cột trống này, nhìn nó rất là chắc chắn này. Vâng, hoành tráng đấy. Vâng, mời các bạn cùng chúng tôi và anh Đức và tham quan bên trong. Đây là phòng khách. Tiếp thứ hai. Đây là phòng có thể sử dụng làm phòng ngủ đấy, đúng không? Bên ngoài là phòng khách. Phòng ngủ rơi tầm khoảng 12 mét vuông. 12 mét vuông cho phòng ngủ này. Đây là một phòng vuông. Đây cũng lại là một cái phòng ngủ nữa. Vâng, gọi là buồng. Thì cũng vừa các cụ vừa đi. Vâng. Đang đầy muốn ạ. Thì khi mà giao bán căn nhà này thì những cái đồ đạc này, ở trong này thì như thế nào anh? Chuyển đi à? Những cái nào mà những cái nào mà không cần thiết là mình sẽ để lại cho chủ, đúng không? Còn những cái nào mà chủ mới mà cần mua lại thì có lẽ là thỏa thuận. Chứ nói bảo đi mà Sài Gòn thì cũng không thể nào mang được hết tất cả các đồ đạc đi được. Đấy. Hiện tại thì căn nhà này là đổ trần bê tông các bạn ạ. Trần bê tông hoàn toàn. Để chúng ta đi xuống với căn bếp và công trình phụ. Phòng 2, phòng 3, phòng lò, đây thì bếp này.
Tủ lạnh các bác vẫn đang để nguyên đây, mặc dù không ở, nhưng tủ lạnh này, lò vi sóng, bát đĩa, bếp ga, nói chung là cũng vẫn còn để nguyên. Rồi máy lọc nước nữa. Tất cả như là nhà chủ vẫn đang sử dụng sinh hoạt bình thường. Đấy, nhưng mà hiện tại là không ở đây thôi. Đấy. Cầu thang lên với một cái nửa tầng trên tầng 2. Và đây là một cái căn nhìn ra bên 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 hiên nhà. Vâng. Gian lồi ra để cho khách. Điều hòa vẫn nguyên Panasonic. Căn phòng này cũng đổ mái bình thường, có tủ có giường. Đây là khu công trình phụ đây. À, công trình phụ này nằm dưới cầu thang các bạn nhé. Nằm dưới cầu thang. À, bây giờ thì chúng tôi mời các bạn lên với tầng 2. Tầng 2 là gia chủ xây dựng một nửa tầng, gọi là tầng rưỡi. Chúng tôi gọi là một tầng rưỡi. Đấy. Thì cái phần lan can vịn được làm bằng inox này các bạn này. Lan can vịn inox. Cái phần cầu thang bước lên là lát đá. Đá xẻ. Phía bên trái này thì có lẽ là nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh, một công trình phụ đây. Hiện tại cũng đang đầy đủ bình nóng lạnh. Đấy, các bác mua thì các bác cải tạo thêm, bổ sung. Tầng trên này thì gồm 2 phòng. Gia chủ sử dụng cái phòng bên ngoài này là phòng gian thờ. Gian thờ này khá là rộng này. Còn cái phòng này thì làm có lẽ phòng nghỉ ngơi, tiếp khách, ngồi uống trà cũng được. Đây là mặt bằng tầng 2 chưa sử dụng. Đấy, đây là view ra ngoài. Cái diện tích của xây dựng căn nhà này thì vào khoảng 150m² các bạn nhé. 150m², một sàn. Đấy, còn cái phần tầng phụ, gọi là tầng lửng, nửa tầng ấy, cái này khoảng 50 mét, 50m². Đấy. Phần sàn này thì để sân chơi thôi. Đây các bạn nhìn, tôi mời các bạn nhìn ra phía đằng trước của căn nhà đây. Đấy, view ra suối các bạn nhé, view ra suối. Đấy. Phía đằng trước kia là các bạn nếu mà biết được khu vực này thì là sẽ là cái đường để đi vào sân bóng Trinh Gấm. Sân bóng Trinh Gấm thì nó nằm bên tay trái này một chút này. Sân bóng mini, cỏ nhân tạo. Đấy. Xung quanh thì cây cối phải nói là khá bóng mát, phải nói là tuyệt vời. Đấy, bây giờ chúng tôi mời các bạn xuống dưới. Mời xuống dưới. Xoài khá to này. 50 năm rồi. 50 năm cây xoài. Và bây giờ chúng tôi mời các bạn xuống dưới nhé. Các bạn nhìn thấy mặt sàn của tầng dưới này các bạn nhé. Đều lát đá, lát gạch. Lát gạch rất là đẹp. Rất là sạch sẽ. Vâng. Các bác nhìn lại thêm một lần nữa nhé. Đây toàn bộ là cái khuôn viên bên cái phần đất trống này. Nhà là gia chủ đã xây là 6 mét dài, 6 mét ngang. Xây 6 mét ngang. Và còn cái phần sân trống này, giờ chúng tôi mời các bạn đi tiếp cái cũng một cái điểm khá là đặc biệt của căn nhà này và cái mảnh đất này. Chính là phần đằng sau. Phần đằng sau là giáp đồi. Và các bạn lên đồi. Trên diện tích trên sổ đỏ là từ cái mặt tiền đằng trước kia chạy dài vào là 21 mét các bạn nhé. 21 mét.
Nhưng mà có lẽ là cái phần đồi đấy này, phần đồi này, này nên các bạn xem là các bạn được phép sử dụng và được phép trồng trồng các loại cây cây cối. Toàn bộ khuôn viên này cộng với diện tích trên sổ đỏ là lên tới xấp xỉ 1.000 mét vuông. Phần đất ở trên đồi này là các bạn được phép sử dụng. Này, cái phần đồi này thì đang trồng một số cây bạch đàn. Các bạn về đây mà có thể là trồng những cái cây cây ăn quả là cũng hợp lý đấy. Khu vực này thì rất là sinh thái. Mát, rất là mát. Không khí cực kỳ trong lành. Giới hạn của cái mảnh đất này là cái bờ tường đây các bạn này. Bờ tường đây thì sang cái phía bên này là có 1,5 mét. Phần đất này dành cho để thoát nước, cống thoát nước từ trên đồi xuống với suối. Được sử dụng nhưng mà đảm bảo cho cái đường thoát nước. Cô bác anh chị nào mà quan tâm mảnh bất động sản này gồm đất và gồm cả căn nhà trên đất với giá là 3 tỷ 650 triệu thì liên hệ với Long Việt Bất Động Sản, số điện thoại của chúng tôi là 0859287777, hoặc là liên hệ trực tiếp với anh Đức là chủ nhà, chủ căn nhà này. Số điện thoại của anh là 0932 250 121. Có ghi số điện thoại đây các bạn nhé. Đấy, chúng tôi đang cùng với anh Đức đang ở đây. Và xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi. Và rất mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký, chia sẻ và ủng hộ chúng tôi để ra tiếp những video tiếp theo phục vụ các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.